Nhiều chị em khi dùng serum Lumot Acne nhưng không biết cách dùng cho đúng để phát huy tác dụng và hiệu quả tốt nhất. Chính vì thế mà trong video này, shop bên mình sẽ hướng dẫn các bước sử dụng với dòng serum Lumot Acne cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả nhất nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để serum trị mụn Lumot mang lại hiệu quả tốt nhất, chị em nên sử dụng sản phẩm theo quy trình các bước như sau. Bước 1, tẩy trang để loại bỏ hết bụi bẩn bám trên da mặt. Bước 2, rửa mặt bằng sữa rửa mặt trong khoảng 3 đến 5 phút cùng nước ấm. Bước 3, sử dụng tông nờ, nước hoa hồng để cân bằng pH cho da. Bước 4, lấy một lượng tinh chất serum Lumot Acne Vừa đủ ra lòng bàn tay hoặc thoa trực tiếp lên mặt Sau đó massage nhẹ nhàng để tinh chất thẩm thấu đều và sâu Bước 5, tiếp tục các bước skincare còn lại Serum trị mụn Lumot Acne, hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín Bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không Shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm Họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán serum trị mụn Lumot, hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.